cho em xem cái đầu của anh. Vâng, anh kéo lưng lên. À đúng rồi, cái này anh là bị vẩy nến, vẩy nến thể giọt anh ạ, rất là nhiều vẩy nến luôn, toàn bộ lưng anh đều là cái tổn thương ấy. Cái này nó sẽ chóc vẩy ra vào rồi buổi sáng anh dậy ngủ dậy nó có thể là vẩy ở đây cái giường của anh hoặc áo của anh, đúng không? À, chỉ cái này nó có bong nhiều không? Không bong. Cái vẩy nến điển hình của anh ấy. Vâng. Vâng. Tổn thương thôi. Vâng. Sau đó anh bỏ bia, bỏ rượu, bỏ lá, hết luôn rồi mà. Thì là hết luôn. Ừ, hết sạch. Thế sau đó thì lại xuất hiện lại vì anh uống bia rượu à? Ừ, thế sau anh lại uống bia rượu công việc, uống bia rượu à? À, cái này anh phải kiêng bia rượu đấy. Vậy nến này phải kiêng gì? Thứ nhất là anh phải kiêng chất kích thích bia rượu nhá. Thứ hai là anh phải kiêng những cái thịt mà có màu đỏ. Ví dụ như là chó, mèo, bò, anh phải kiêng một chút nhá. Thứ nữa là gì? Anh không nên để mình bị stress, bị căng thẳng ấy. Bị stress tức là bị cái căng thẳng kéo dài là anh không nên nhá. Đấy, thứ nữa cái này là chỉ có điều trị nó mới đỡ thôi anh ạ. Và cái này điều trị nó có thể lặn vào bên trong nó như một người bình thường. Đấy, nhưng mà anh phải giữ gìn. Nó có cả hội vẩy nến thế giới, có cả hội vẩy nến Việt Nam. Cái từ hội này có nghĩa anh hiểu là có rất nhiều người mới thành hội được đúng không? Có nghĩa là bệnh của anh không phải là bệnh không phổ biến. Bệnh của anh là bệnh rất phổ biến, rất là nhiều người bị. Việt Nam rất là nhiều. Thế giới cũng nhiều anh ạ. Đấy, thứ hai là bệnh này không ảnh hưởng đến tuổi thọ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh vẫn sống 90 tuổi bình thường. Yeah. Đúng không nhỉ? Tuy nhiên là gì, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của anh. Trên đầu anh cũng bị này. Dày lên này, đấy, nó cộp vẩy này, trắng xóa đầu này. Đấy, bên này cũng thế này, trắng xóa luôn. Đấy. Cái này chắc chắn của anh là một cái vẩy nến rồi. Bây giờ mình chỉ có điều trị thôi anh nhá. Nhưng mà cái này anh phải kiên trì đấy. Đúng không nhỉ? Ok.